vâng xin kính chào anh chị chào mừng anh chị em và các bạn quay trở lại với kênh của em kênh khang rau sài gòn thì trong những ngày vừa qua em có ít ra video hơn tại vì em đang tập trung xây dựng một cái website website liên quan đến những kiến thức về khóa học đánh gôn website đó có tên là khóa học gôn, khóa học góp com vn thì trong thời gian ngắn sắp tới em sẽ xây dựng và sẽ cung cấp những thông tin về khóa học Gold đầy đủ tất cả các thông tin một cách miễn phí trên website này Khi nào nó hoàn thành thì em sẽ thông báo để anh chị em có thể lên website đó để đọc thêm nhiều thông tin liên quan đến môn Gold Em sẽ cung cấp hết tất cả những kiến thức em biết được trên website này Nên trong thời gian này em sẽ có những lúc em sẽ ít ra video hơn một chút xíu thì cũng mong anh chị thông cảm và em cũng đang xây dựng những cái video nó có cái chất lượng tốt hơn chất lượng nó đem lại nhiều giá trị hơn cho người xem để em em ra ít video hơn một chút nhưng mà những video nó có chất lượng và nó có nhiều giá trị hơn cho người xem thì mong rằng anh chị em và các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và xem kênh của em kênh karos Sài Gòn thì hôm nay em cũng chia sẻ một chút xíu cập nhật về cái tinh thần chấn thương À, của hai cái nhân vật à, rất là à, quan trọng và nổi tiếng à, của thể thao thế giới cũng như thể thao Việt Nam. Thì à, như mọi người cũng đã biết thì trong buổi tối ngày hôm qua ngày à, 23 ngày 23 tháng 3 thì trung à, vệ à, à, tiền vệ phòng ngự của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội là Đỗ Hùng Dũng à, cũng là tiền vệ của đội tuyển à, bóng đá quốc gia Việt Nam à, đã bị à, một cái chấn thương rất là nặng sau khi người đồng đội đã từng thi đấu chung đội tuyển đó là Ngô Hoàng Thịnh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào bóng hết sức quyết liệt và kết quả chụp phim sáng nay thì cho biết là Đỗ Hùng Dũng đã bị gãy chân phải, gãy 1 phần 3 chân phải ở phía dưới và gãy luôn cả hai xương đó là xương mát và xương chày thì cái chân của chúng ta có hai xương, xương mát và xương chày thì à, cái quả chụp phim cho thấy là đỗ hồng dũng bị gãy luôn cả hai cái xương này. thì à, nhiều chuyên gia dự đoán, nhiều bác sĩ dự đoán cũng như là à, qua cái hình ảnh thì nhiều người cũng có thể dự đoán rằng cái việc hồi phục của đỗ hồng dũng sẽ rất là khó khăn và trước mắt là anh sẽ được phẫu thuật vào ngày 24 tháng 3 và dự đoán là anh sẽ nghỉ ít nhất là một năm, ít nhất là một năm để nghỉ dưỡng phục hồi. còn sau đó anh có quay trở lại tiếp tục thi đấu bóng đá được hay không lại là một câu chuyện khác đó là một cái tổn thức rất là lớn đối với nền thể thao Việt Nam khi mà vào tháng 6 tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục trên cái con đường giành vé để đi vào cái vòng tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 hiện tại chúng ta đang đứng đầu bảng nhưng chúng ta đang sẽ gặp những cái đối thủ rất là khó khăn vì vậy chúng ta rất là cần hùng dũng ở tuyến giữa Hùng Dũng và Tuấn Anh hiện nay là một cái cặp đá rất là chắc chắn và hiểu được cái hệ thống vận hành của huấn luyện viên Bắc Hang Seo. Vì vậy đây là một cái tổng thức tương đối lớn của bóng đá Việt Nam trong thời gian này. À, thôi bây giờ chúng ta cũng cầu chúc cho đội Hùng Dũng à, có tinh thần tốt trong cái tấm hình chụp buổi sáng hôm nay trên báo thì cho thấy Đỗ Hồng Dũng đã ra dấu hiệu là hai số 1 này là có nghĩa là để cho mọi người yên tâm nhưng trong cái đôi mắt của anh thì mình có thể thấy là cả đêm hôm qua anh đã khóc rất là nhiều mắt của Đỗ Hồng Dũng đã sưng lên sưng rất là nhiều thể hiện là cái người này đã khóc rất là nhiều trong cái đêm hôm qua mình cũng có hiểu được cái nỗi buồn đó của Đỗ Hồng Dũng anh ra dấu hiệu này để người hâm mộ yên tâm và cũng tạo thêm cái động lực cho riêng mình được biết thì hôm qua đỗ hùng dũng cũng đã được các bác sĩ tâm tâm lý đã động viên và làm tâm lý rất là nhiều tại vì một cầu thủ chuyên nghiệp đang ở đỉnh cao sự nghiệp vừa đoạt vỏ bóng vàng việt nam đang ở cái độ tuổi độ chính rất là tốt trong sự nghiệp lại bị cái chấn thương có khả năng đe dọa đến cái sự nghiệp của mình thì rõ ràng đây là một cái cú sốc tinh thần cực kỳ nặng nề sẽ đi theo cái cuộc đời của cầu thủ này từ đây đến cuối cuộc đời chắc chắn là như vậy mình tin chắc chắn là như vậy. Tại vì mình chơi thể thao mình cũng biết những cái chấn thương đó. Những cái lúc mà chúng ta bị chấn thương là những cái khoảnh khắc chúng ta không bao giờ quên trong suốt cái quãng đời của 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 một người chơi thể thao. Vì vậy đó là một vấn đề hết sức là đáng đáng buồn và cầu chúc cho Đỗ Hùng Dũng à, mau à, bình phục. Thì à, chấn thương của Đỗ Hùng Dũng ngày hôm qua cũng khiến cho mình nhớ đến Tiger Woods. À, Tiger Woods cũng mới bị chấn thương thời gian gần đây thôi hôm dịp Tết vừa rồi Tết của Việt Nam là Tiger Quốc đã bị chấn thương à, tai nạn ô tô và chân của anh cũng bị gãy và gãy có thể nói là gãy nó nặng hơn đổ Hùng Dũng bây giờ nữa à, xương chày xương mát bị gãy hết và đầu gối cũng bị chấn thương và quan trọng là cái mắt cá khu vực mắt cá và gỗ chân là bị tổn thương rất là nặng thì mình cũng xin cập nhật cái tình hình của Tiger Woods cho một số người đam mê môn để biết được là Tiger Woods hiện nay đã trong đã, đã đã phẫu thuật rồi đang trong cái quá trình hồi phục nhưng cũng tương đối là gian nan và các bác sĩ nhận định rằng có khả năng Tiger Woods có thể thi đấu lại có thể đi bộ có thể thi đấu lại nhưng mà chưa chắc có nghĩa là anh phải thi đấu một hai vòng xong rồi các bác sĩ sẽ xem là anh có thể trạng phù hợp hay không và các cái chức dịch ở trong các cái khớp những cái mô cơ nó có bị chảy ra hay không thì mới đánh giá được là Tiger Woods có đủ điều kiện để thi đấu tiếp tục hay không. À, còn một bác sĩ khác thì lại nhận định rằng cái việc Tiger Woods trả lời thi đấu rất là khó khăn. Tại vì bây giờ ngoài những cái chấn thương xương, chấn thương của Tiger Woods là chấn thương xương mà hở, chấn thương hở có nghĩa là cái xương nó bị gãy nhưng mà nó lại đâm vào thịt, nó đâm vào thịt thì nó sẽ gây nhiễm trùng. Cái tỷ lệ nhiễm trùng của Tiger Woods thì có thể đánh giá là khoảng 1-2%. Thì à, như các bạn có biết bên Mỹ và với một ngôi sao như Tiger Woods thì à, tất cả những công nghệ y khoa tốt nhất sẽ được áp dụng vào để à, chữa trị cho cái con à, này. À, vì vậy thì à, mình chắc chắn là Tiger Woods sẽ được điều trị với cái điều kiện tốt nhất. À, ngoài tài chính thì công nghệ của Mỹ và của tay wood à, đều đáp ứng đủ để à, có được một cái điều kiện điều trị tốt nhất nhưng quan trọng là anh có quay trở lại thi đấu được hay không lại là, là một cái vấn đề khác à, tại vì nó liên quan đến nhiều yếu tố nó liên quan đến các mô cơ rồi dây chằng à, rất là nhiều thứ mà để hồi phục à, như vậy thì cũng à, không phải là đơn giản với lại cái tuổi của Tiger quốc bây giờ cũng à, à, cái khả năng hồi phục nó không như tuổi trẻ nữa nó hồi phục chậm hơn và anh cũng có tiền sử rất là nhiều chấn thương nên là mình à, các bác sĩ dự đoán là À, chưa chắc là Tiger Woods có quay trở lại được với lại môn thể thao à, à, góp hay không. Thì à, thông qua hai cái chấn thương này của Đỗ Hùng Dũng và Tiger Woods à, đều liên quan đến chân và đều gãy xương, thì mình à, à, nhận thấy là chấn thương à, nó đem lại một cái nỗi buồn rất là ghê gớm cho một à, à, người chơi thể thao chuyên nghiệp, à, mặc dù người đó nổi tiếng hay là không nổi tiếng như thế nào nổi tiếng như Tiger Woods ở thế giới và Đỗ Hồng Dũng với Việt Nam là quả bóng vàng, vàng của bóng đá Việt Nam khi mà dính chấn thương thì con người ta sẽ rơi vào các trạng thái tuyệt vọng rất là to lớn. À, Tiger Woods không hề nhớ gì về cái vụ tai nạn ô tô của mình được biết là anh chỉ chạy quá tốc độ thôi. Còn các bác sĩ không đo nồng độ cồn cũng không kiểm tra ma túy vì cho rằng Tiger này không có sử dụng các chất kích thích. Đó là những gì mình cập nhật đến thời điểm này à, và mình cũng xin cầu chúc cho Đỗ Hồng Dũng wood cũng như tất cả những người yêu thích thể thao. Nói chung là luôn luôn an toàn và bình an trong cái quá trình chơi thể thao của mình. Thể thao ai cũng đam mê, ai cũng yêu thích, nhưng nó vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro hết sức là đáng quan ngại. Chúng ta chơi thể thao chuyên nghiệp có lương, có thu nhập, có bảo hiểm nó còn đỡ. Còn nếu mà chúng ta chơi thể thao phong trào và nghiệp dư mà bị chấn thương, gãy xương hay là đứt dây chằng hay là một cái vấn đề gì đó thì rõ ràng tất cả mọi hậu quả là chúng ta đều gánh chịu hết rồi xin cảm ơn mọi người đã cùng khang đồng hành trong cái cập nhật tin tức này thì mong rằng trong thời gian sắp tới mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ kênh của Khang Đô sài gòn và bấm like bấm đăng ký kênh bấm chia sẻ cho mọi người cùng xem khang sẽ cố gắng đem lại những video clip có nhiều giá trị hơn cho người xem để cung cấp cho anh chị những cái thông tin bổ ích mà anh chị cần thiết À, xin cảm ơn và đừng quên bấm like video này giúp cho kênh rau Sài Gòn. Xin à, kính chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.